Xin chào bạn. Như vậy thì đêm qua Apple đã chính thức trình làng thế hệ iPhone mới tiếp theo với nhiều sự thay đổi nâng cấp, đặc biệt ở bên trong so với phiên bản tiền nhiệm iPhone X. Cùng với việc hiệu năng mạnh hơn, ngoại hình chắc chắn bền bỉ hơn thì giá bán của chúng theo đó cũng cao hơn khá nhiều. Tiêu biểu như là iPhone XS Max 512GB cao hơn tới 4 triệu so với bản 256GB và cao hơn tới 10 triệu so với bản thấp nhất 64GB. Đây là một mức giá chênh lệch không tưởng và điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với những người dùng yêu thích sản phẩm của Apple nhưng khả năng kinh tế đang bị giới hạn. Tuy nhiên, cùng với việc ra mắt iPhone mới, hôm nay mình sẽ mang tới cho bạn một món hời khác chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Đó chính là những chiếc iPhone 7 Plus cũ phiên bản bên trong cao hơn, nhưng chênh lệch thì rất ít so với mức giá bên trên của iPhone mới. Và ngay dưới đây là những thông tin chi tiết hơn, mời bạn cùng theo dõi. Sản phẩm mình muốn nhắc tới ở trong video này chính là những chiếc iPhone 7 Plus cũ với tùy chọn bộ nhớ trong đang có sẵn tại các showroom của Diệu Minh trên toàn quốc là 32GB, 128GB và 256GB. Mình sẽ làm một bảng so sánh giá của cả 3 sản phẩm cũ này để các bạn dễ dàng nắm được như sau. Ở thời điểm hiện tại, do hiệu ứng của iPhone mới nên iPhone 7 Plus cũ 32GB đã được giảm giá chỉ còn 10,9 triệu đồng. Phiên bản bộ nhớ trong 128GB cao hơn cũng đã được điều chỉnh chỉ còn 12 triệu đồng. Và đặc biệt, phiên bản bộ nhớ trong cao nhất của máy là 256GB chỉ cao hơn đúng 300.000 đồng so với 128GB. Như vậy, nếu so với phiên bản 32GB thì các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng thêm 1,3 triệu đồng là đã sở hữu ngay được một chiếc iPhone bộ nhớ trong siêu khủng cho khả năng lưu trữ không giới hạn. Vậy có một câu hỏi đặt ra ở đây là mua iPhone 128GB hay là 256GB có thực sự lãng phí? Mình tin sẽ có rất nhiều bạn cho rằng việc mua những chiếc iPhone bộ nhớ trong cao như là 128GB hay đặc biệt 256GB là dư thừa không cần thiết. Chỉ cần sử dụng bộ nhớ trong 32GB là đủ rồi và mình xin đính chính lại thông tin này như sau. Hiện tại chúng ta đang sống trong năm 2018, tại thời điểm công nghệ đang phát triển rất mạnh mẽ, cùng với đó nhu cầu sử dụng của người dùng cũng tăng lên mạnh mẽ theo tỷ lệ thuận. Và đây cũng chính là lý do những tùy chọn bộ nhớ trong như là 8GB, 16GB hay giờ đây là 32GB cũng đang dần bị khai tử. Đối với những sản phẩm toàn diện như là iPhone 7 Plus, nếu chỉ dùng phiên bản 32GB chắc chắn trong một ngày không xa các bạn sẽ nhận được thông báo bộ nhớ đầy với hàng loạt những bài hát và hình ảnh lưu trữ bên trong máy. Chưa kể tới việc cập nhật phần mềm sẽ dần chiếm nhiều bộ nhớ trong của các bạn hơn với hàng loạt những tính năng mới được tích hợp bên trong. Và lúc này, bộ nhớ trong cao hơn như là 64, 128 hay là 256 sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề này. Các bạn có thể thoải mái tận dụng khả năng chụp ảnh của máy để có được những bức ảnh đẹp nhất, những đoạn video 4K sắc nét hay là lưu trữ cả hàng nghìn bài hát mà không cần phải lo lắng vấn đề bộ nhớ. iPhone 7 Plus tuy đã ra mắt được 2 năm nhưng hiện tại máy vẫn còn quá mạnh. Nếu bạn nào đang cần tìm kiếm một chiếc điện thoại để gắn bó lâu dài tầm 3 đến 4 năm thì máy hoàn toàn có thể đáp ứng được cho các bạn. Đây lại là một lý do khác khiến các bạn nên chọn mua phiên bản bộ nhớ trong cao hơn thay vì chỉ dừng lại ở 32GB. Không chỉ là vấn đề lưu trữ, nếu bộ nhớ trong còn ít cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tới hiệu năng của máy. Chưa kể tới việc chênh lệch giá của các phiên bản lại đang rất tốt ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt thay vì chọn 128GB, các bạn chỉ cần bỏ thêm 300.000 đồng để sở hữu ngay một chiếc iPhone 7 Plus có dung lượng bộ nhớ cao hơn gấp đôi rất đáng để quan tâm. Và đó là những thông tin vô cùng hấp dẫn liên quan tới iPhone 7 Plus mà mình muốn gửi tới các bạn ở trong video này. Không thể phủ nhận iPhone 7 Plus đang là một sản phẩm vô cùng hot ở phân khúc cận cao cấp với rất nhiều điểm mạnh đánh bại mà đối thủ như là camera kép, chống nước, pin trâu và hiệu năng mạnh mẽ. Hiện những chiếc iPhone 7 Plus đang có sẵn hàng tại các showroom của Di Động Minh trên toàn quốc với đầy đủ các màu sắc và phiên bản để các bạn thoải mái lựa chọn. Khi mua máy tại đây, các bạn cũng sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện sạc cáp titan chính hãng được bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác, xin mời các bạn truy cập vào website diệu minh.vn hoặc tới trực tiếp các showroom của Diệu Minh trên toàn quốc. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn chọn mua được một chiếc điện thoại phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng của mình. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.